cái lối vào của khu vườn nhà anh Lợi để làm một cái vườn trưng bày những cái sản phẩm cây kiểng đã thành phẩm và dùng để bán. Đây là có thể là một cái ao theo cái mô hình vườn ao chuồng nè, đúng nghĩa luôn nè. Đó, chuồng nè, bên trái là ao nè. Đó, đó, đằng sau chuồng gà. Ôi trời ơi, dễ làm lắm. Nhìn này thấy thương quá trời ta ơi. Anh nói về một cái máy gắt cỏ anh làm chừng 1 tuần đến 10 ngày là sạch thôi. Hay á. Wow, đúng nghĩa là vườn ao chuồng luôn nè ha. Thì đó, đại khái là diện tích từ bên kia, từ cái vách tường đó đó, thông ra sông ở bên này. Đây là một của ông bà nội. Đây là cái nhà gian nhà chính của ông bà.